có con chó kìa anh kia. Phỏng vấn chó. Ok. Hi, chào bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở trên phố đi bộ. Và chúng ta cùng nhau với cái series đó là đi phỏng vấn. Và hai mùi hương trên tay mình đây là hai mùi thuốc lá. Một cái là của nhà Tom Ford, Tobacco Vani. Và một cái là của nhà Killian, đó là Back to Black. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là ai là người thắng cuộc ngày hôm nay nha. Và mình đến kênh YouTube Kiên Fagan. Và mình đang có hai cái mùi hương dành cho nam về thuốc lá. Thì mình muốn mà bạn ngửi xem là bạn thích cái mùi hương nào hơn. Thuốc lá. Ừ. Bạn ngửi nó không phải khó chịu như là thuốc lá bình thường mà mình ấy đâu. Một cái là thuốc lá Big mix với vani, một cái thuốc lá mix với mật ong. Thì đây bạn có thể ngửi thêm một mùi này nữa. Thế là bạn thích cái mùi hương nào hơn? Bạn thích mùi này hơn à? Ồ. Vì sao bạn có thể cho mình biết lý do vì sao thích mùi này hơn không? Nó dễ chịu hơn, nó ngọt hơn hay là nó dễ chịu hơn? À nó dễ chịu hơn à? Rồi thì đây là chai hoa mà bạn lựa chọn, Tom Ford Tobacco Vani. Rồi mình cảm ơn bạn nhá. Em mùa đông dùng mùa đông ạ? Ừ, dùng mùa đông. Mùi đấy nhẹ hơn. Mùi đó lúc này ngửi nhưng mà ngửi lâu nó cũng bị ấy. Mùi này ạ. Mùi này hả? Cái lý do vì sao bạn lại chọn cái mùi này? Mùi nó nhẹ hơn là sao? Mùi nó nhẹ hơn và nó cảm giác dễ chịu hơn à? Được rồi. Thế đây là chai nước hoa mà bạn lựa chọn, đó là Killian Back to Black. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Con này có mùi nó thuốc lá. Ừ. Đúng rồi, nó đều là hai con có cái vai thuốc lá. Mỗi con đi theo một cái chiều hướng khác nhau. Mình thích con này Tom Ford hơn. Các bạn nữ thích con nào? Tính đúng không? Cái này em thấy cảm giác kiểu mùi phấn nó nhẹ nhàng hơn. Bạn nữ thích cái kiểu kiểu hơi phấn phấn của con kia. Con gái thôi đấy. Thích quá. Tom Ford hả? Rồi thế thì đây là chai của bạn nam thích, là chai Tom Ford, và đây là mùi của bạn nữ thích, là Back to Black. Thì mình mới xin cảm nhận của bạn trước và xem bạn thích cái mùi hương nào hơn. Mình đã xịt ra giấy rồi. Mình xịt ra giữa giấy rồi. Bạn ngửi xem là bạn thích cái mùi hương nào hơn. Bay rồi đấy. Trước bạn ngửi kỹ vào một chút. Hoặc là mình có thể sửa. Đây, hoặc là mùi này. Bạn xem là bạn thích cái mùi nào hơn. Hoặc là ngửi lại để so sánh mình thích cái mùi nào hơn. Bạn thích mùi này hơn à? Nhưng mà vì xa xa thích mùi này. Cái mùi này nó hơi nữ. Nó hắc quá. Nó hơi hắc hả? Rồi. Thì đây là chai bạn thích, đó là chai Tom Ford Tobacco Vani. Bạn xin nước hoa chưa? Đây xin thử. Không. Đây cả bạn này ngửi nữa. Mùi đó hơn hả? Đấy, để cho bạn này ngửi. Đó, mình xịt ở đầu rồi. Không biết thích mùi nào, khó khăn lựa chọn ra cái mùi nào mình thích hơn thôi là được mà. Bạn thích cái mùi này đúng không? Đây bạn ngửi lại đi. Bạn này mình cũng thích mùi này à? Bạn có thể cho mình biết là lý do vì sao bạn thích cái mùi này hơn cái mùi này không? Mùi này nó hơi ấm. Nó hơi ấm à? Và nó chắc là nó hợp với mùa đông hơn đúng không? Rồi mình cảm ơn. Đây chai nước hoa bạn thích là chai Tom Ford Tobacco Vani của Nam. Đây, rồi mình cảm ơn nhá. Và vừa rồi là cái cảm nhận nhanh của mọi người mà mình phỏng vấn về hương của hai chai nước hoa này. Và người chiến thắng đó chính là Tom Ford Tobacco Vani. Và nếu như bạn thì bạn sẽ sử dụng mùi hương nào trong mùa đông sắp tới thì hãy bình luận cho mình biết ở phía dưới. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Người chiến thắng.